đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa và mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc tỉnh Bắc Bộ và Nam tỉnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn. Chào các bạn, các bạn vừa nghe một đoạn radio trên cái Tuner Pioneer TX9800. Như các bạn đang thấy, đây là cái toàn cảnh của cái radio này. Nhìn tổng thể nó khá là giống một cái âm ly, nhưng mà không phải, nó chỉ là một cái radio thôi. Mà chúng ta nhìn thấy rất là đẹp. Đối với bạn nào đã có những cái âm ly Pioneer mà có vỏ gỗ, hoặc là có những âm ly Pioneer mà 9800, mà hồi trước mình có bán một con 9800 Pioneer phiên bản xuất Mỹ, nó có ngoại hình khá là giống con radio này. Thì cái radio này là cũng là phiên bản xuất Mỹ. 9800 này nó có 4 dòng điện 100, 110, 220, 230. Khá là thuận tiện để chúng ta chơi. Nói chung là chúng ta chơi radio thì cũng chủ yếu là trưng bày là chính. Còn về chúng ta nghe thì cũng ít khi nào nghe. Tại vì những chương trình thì radio thì ít chương trình âm nhạc cả lắm. Nhưng mà khi mà bạn nghe radio thì mình tin chắc là cái âm thanh từ chúng ta nghe radio, mà radio là tín hiệu analog rồi, mà truyền qua cái này thì nghe âm thanh đúng chuẩn analog luôn. Nếu chúng ta nghe nhạc ở trên radio nó phát xuống. Và các bạn phải phân biệt được radio analog so với radio kỹ thuật số nha. Radio kỹ thuật số nó cũng giống như truyền hình kỹ thuật số vậy. Còn cái truyền hình analog hồi xưa chúng ta xem TV mà chúng ta quay anten mà nó có hộp mè, cái đó gọi là analog. Này, cái công nghệ analog bây giờ truyền hình thì người ta đã thay đổi thành toàn bộ kỹ thuật số rồi, nhưng mà về radio thì người ta vẫn giữ nguyên, tại vì radio analog âm thanh nghe rất là hay, đặc biệt khi chúng ta nghe nhạc thì cái tín hiệu nhạc đúng chuẩn analog nghe rất là thích. Nhưng mà để cho cái tín hiệu nó tốt thì những cái radio nó cũng phải rất là tốt, và cái Pioneer TX9800 này thì cái chất lượng nó rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn các chức năng của nó, mà trước khi test thì mình sẽ giới thiệu sơ qua tổng thể của nó. Rất là đẹp, góc cạnh đều là vỏ gỗ rất là sang trọng. Thì chúng ta bật đèn lên, nó đèn vàng, và những cái đèn VO này nó nhảy cái channel này là tín hiệu âm thanh thu được rất là cao, lên đến 80%. Nó có 0, 20, 40, 60, 80 mà 100. Tùy chúng ta, nếu chúng ta gắn thêm một cái anten thì tất nhiên nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cái mặt phải của nó màu trắng rất là đẹp. Radio FM nó lên đến 108 MHz, và AM là 10 kHz, đủ để bắt tất cả các đài của ở Việt Nam. Chúng ta chú ý là chỗ này nó có cái đèn stereo tuner và lock stereo, nghĩa là khi radio nó bắt được tốt thì nó sẽ ra tín hiệu là stereo, mà khi radio bắt kém quá thì cái chữ đèn đỏ ra stereo này nó không sát. Cái chỗ output level này để chúng ta chỉnh lớn nhỏ của đường ra âm thanh, nhưng mà khi chúng ta muốn chỉnh lớn nhỏ đường ra âm thanh thì phía sau cái cổng AV chúng ta phải gắn một cổng variable, khá là giống cách sử dụng của những cái đầu điện có cái cổng layout. Function này thì để chọn AM, FM, cái tần số FM, AM, Ipan này thì để chúng ta chọn narrow là hẹp hay wide là rộng. Và những cái chức năng bên này thì những chức năng FM auto và MBX noise filter, thì mấy cái này thì mình cũng ít sử dụng nên cũng không rõ cho lắm. Nói chung mình nói trong những tầm hiểu biết của mình thôi. Đây là cái phần trên của nó. Tất nhiên là vỏ gỗ nhưng mà nó phải chừa một cái lớp sắt ở trên này để nó tản nhiệt. Mặc dù là radio nhưng mà nó cũng sẽ tiêu tốn một lượng công suất tiêu thụ, nên nó cũng sẽ nóng nếu chúng ta xài lâu, nên bắt buộc phải có một cái lớp hở. Đây là cái chỗ ra của nó. Đây, như các bạn đã thấy, mình đang cắm cái cổng fixed. Nếu chúng ta muốn chỉnh lớn nhỏ, chúng ta cắm một variable nha. Đây, Made in Japan, xài 4 dòng điện 110, 120, 220, 230. Đây là cái nút để chúng ta chỉnh dòng điện, đang để 110. Đây là chỗ để chúng ta để gắn các anten vào. Nếu không có, chúng ta gắn cái đoạn dây điện như mình cũng được, để cho âm thanh nó bắt rõ hơn. Cái thang này không phải là anten nha các bạn, đây là cái thang hoạt tính thôi. Rất là đẹp.
một cái radio mà quá là chuẩn. Và cuối cùng quan trọng nhất là mức giá, giá mình đang bán là 3.200.000. Các bạn đừng có nói là tại sao một cái radio mà lại có mắc ở mức giá mắc như thế nha, tại vì tùy mỗi người thôi, sưu tầm là chính, mà nghe cũng rất là hay. Nói chung là hồi cổ các bạn có thể chơi những cái băng cối 30-40 triệu thì cái radio 3.200.000 chẳng là cái gì. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh của mình để nhận được những video, những thông báo mới nhất đến từ Nguyễn Hồng Audio. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn một đoạn radio. Bây giờ mình sẽ bật, mình đang bật luôn rồi, nhưng mình chỉ vặn volume của cái âm ly thôi. Một ca khúc, một sáng tác mà em rất thích của cố nhạc sĩ An Thuyên, ca khúc mang tựa đề Em Chọn Lối Này. Mình hy vọng là hệ thống âm thanh mình đang gia đài này làm giảm ví dụ như tiếng hiệu nó kém thì âm thanh nó xuống 60% này, 40 đấy chứ các bạn nghe. Các bạn nghe âm thanh nó rất là rõ, thì âm thanh analog mà. Bây giờ mình test hơi khuya rồi nên nó cũng chỉ được vài đài thôi. Bây giờ qua FM nha, nãy ra em. Chỉ đạo ngân hàng Việt Nam cho ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các bạn thấy tín hiệu nó lên rất là cao, 100%. Về phần mình, Thống đốc Son Say Sít Phay Say bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm từ phía Việt Nam, nhất là những lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Rồi, một đài. Đây là một đài khác nữa của nước ngoài. Tín hiệu rất là tốt, không hề có protect the environment and save him. Uống nước trắng bình thường, bên cạnh đó thì cũng cần hạn chế sử dụng các loại nước em rất là nhiều đài, bởi vì những loại nước này chỉ khiến cơ thể bị háo nước nhanh hơn mà thôi. Chính xác. Tôi cũng muốn chia sẻ với anh Tiến Anh rất là nhiều những cái biện pháp làm mát khác. Tuy nhiên thì tôi muốn nói hiểu là với nghệ sĩ buổi sáng hát nó cũng là một cái gì đó cũng không được thuận lợi cho lắm. Lâu quá chết rồi. Rồi, đúng là FM bắt được khoảng rất là nhiều đài, khoảng 7-8 đài mà mình đang quay cái video này là lúc 10:30 khuya rồi. Các bạn nên nhớ là khi chúng ta dò đài chúng ta mở cái âm ly nhỏ nhỏ nha. Tại vì nhiều lúc cái gặp những đoạn nó sóng nó không tốt, nó làm cho cái âm thanh lớn quá nó dễ bị làm cho cái loa lỗi. Tất nhiên nếu chúng ta mở quá lớn thôi, chứ còn vừa thì cũng không sao. Cái này là mình chỉ gắn một đoạn dây điện nhỏ rồi. Nếu các bạn có anten chúng ta gắn vào nghe âm thanh nó rõ hơn rất là nhiều. Và cái radio tuner này có mức giá là 3.200.000. Model nó là TX908. Nhớ bấm nút like và chia sẻ. Và đừng quên bấm nút đăng ký nếu chưa đăng ký kênh của mình nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác.